nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đề án xây dựng Thanh Khê quận môi trường giai đoạn 2020-2030. Thời gian qua, mô hình tuyến kiệt hẻm an toàn, văn minh, sạch đẹp được các phường trên địa bàn quận nhân rộng tại nhiều khu dân cư. Không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, mô hình đã kêu gọi được ý thức trách nhiệm của người dân, chung tay xây dựng địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp và văn minh. Nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, Kiệt 239 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây giờ đây đã được trang bị đầy đủ camera an ninh, bình phòng cháy, chữa cháy. Và đây là buổi ra mắt mô hình thí điểm Kiệt hẻm an toàn, văn minh, sạch đẹp vào cuối tháng 4 vừa qua. Tại buổi lễ, chi bộ khu dân cư và tổ dân phố Kiệt 239 đã ký bản cam kết triển khai mô hình. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã trao giỏ đi chợ cho các hộ gia đình nhằm hạn chế tình trạng sử dụng rác thải nhựa, bao bì ni lông sử dụng một lần. Đồng thời, cấp phát cho mỗi hộ gia đình tại đây các thùng rác tái chế từ thùng xốp, đảm bảo sự tiện dụng gọn nhẹ. Người dân ở đây là rất hưởng ứng và cái công tác vệ sinh môi trường thấy tiến bộ hơn. Là thường xuyên buổi sáng ra ai cũng dọn sạch sẽ hết rồi ngăn nắp. Nó còn đi đấy dẫn đến cái tình trạng mà về an ninh trật tự cũng đỡ nhiều. Không chỉ riêng Thanh Khê Tây, thời gian qua, các phường trên địa bàn quận Thanh Khê cũng đã đồng loạt triển khai mô hình Kiệt hẻm an toàn, văn minh, sạch đẹp. Với nhiều cách làm khác nhau, nhưng mục tiêu chung mà mô hình hướng đến chính là nhấn mạnh sự cần thiết về việc đầu tư nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi ủy chi bộ, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn cảnh quan sạch đẹp. Kiệt tâm giác 3 của tôi 47 này nói riêng là một đầu tiên là nhân dân thực hiện cái chủ trương hiến đất và nhân dân rất là đồng tình. Khi hiến đất là năm 2019 đến bây giờ là khu dân cư này rất là sạch đẹp. Mà dân cũng có cái ý thức rằng là mình mở rộng kiệt hẻm và dọn vệ sinh hàng ngày, vận động kinh phí để gắn camera theo dõi về an ninh trật tự, rồi cũng như cái giao thông trên tuyến đường mà có kiệt hẻm mình đã mở rộng và vận động nhân dân treo cờ đèo đẹp trong các ngày lễ Tết. Phát huy vai trò tự chủ, ý thức trách nhiệm của người dân, mô hình kiệt hẻm an toàn, văn minh, sạch đẹp trên địa bàn quận Thanh Khê đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực tại các khu dân cư. Thời gian tới, các phường sẽ tiếp tục rà soát các tuyến đường, kiệt hẻm có điều kiện thuận lợi để đề nghị đưa vào đầu tư mở rộng theo đề án cải tạo mở rộng các kiệt hẻm các khu dân cư trên địa bàn quận và các công trình cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan trên địa bàn phường, góp phần làm sạch môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.